Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi sáng của ngày 21 tháng 4 năm 2020, thì sáng hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những chế phẩm dành cho hoa lan. Thì chế phẩm dành cho hoa lan hôm nay bên em có Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp. Kiki Duy Xanh với giá là 60.000 cho một 60.000 cho một lọ. Kiki Duy Đỏ với giá là 70.000 cho một lọ. Và Atonic với giá là 12.000 cho một gói. Cái thuốc diệt trừ sâu bệnh gây hại với giá em bán là 25.000 cho một gói. Bả sen với giá là 20.000 cho một lọ ở gói. Và kin kin, cái chế phẩm cái thuốc kin kin diệt trừ bệnh gây hại này với giá là 30.000 cho một gói. Ba loại phân bón NPK, hai loại phân bón NPK với tỷ lệ 20-20-20 và NPK với tỷ lệ là 30-10-10, đồng giá là 35.000 cho một gói. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với tỷ lệ là 12-12-20, tỷ lệ 22-10-10 và tỷ lệ 31-88, đồng giá là 35.000 cho một lọ như vậy. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái mặt hàng mà hôm nay bên em đang có này. Trước tiên là cái dòng hàng kg, là em có dòng hài, hài Trần Liên cô chú anh chị nhé. Một trong những dòng hài đẹp nhất của Việt Nam, một dòng hài đáng sưu tầm nhất, hoa bền và rất là đẹp. Em bán với giá là 42.000 cho một lạng hay là 420.000 cho một kg. Và em bán từ 0,3 kg nhé. Cái hàng này thì hoa đẹp tuyệt vời luôn. Một dòng hài phân bố hẹp và rất là được nhiều người chơi lan ưa thích và săn tìm, nhất là những người chơi lan hài. Và bên này đây là những cái em có hai phần hài, hài Helen nhé, hài Helen, một trong những cái phần hài mà được mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng và phân bố chủ yếu chỉ có vùng miền Cao Bằng là có. Và cái dòng hài Helen này thì em có hai phần rất là nhiều, mỗi phần thoải mái cô chú anh chị có thể ghép nhé. Và mỗi một phần như vậy em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một phần, 80.000 cho một phần hài Helen ạ. Bình thường thì hàng này là người ta phải bán ít nhất là 500.000 cho một kg đấy ạ. Cô chú anh chị có thể lên trên những trang Facebook, người ta bán nói chung là lượng hàng rất là ít và người ta thường bán là ít nhất là 50.000 cho một lạng đó. Thì ở đây mỗi một phần như vậy thì em xin phép được bán với giá là 80.000 để cô chú anh chị sưu tầm cái dòng hài Helen này. Và bên này là dòng Vanda này cô chú anh chị này, mỗi một bó Vanda hoa cực kỳ là thơm bền, rất là thơm luôn. Đó, một bó Vanda như vậy em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhé. Em có vài bó thôi. Và bên này là dòng lan Thạch Hộc Tía, một dòng lan và một vị thuốc cực kỳ là quý luôn. Và hiện tại thì hàng này đang rất là nhiều nụ cô chú anh chị này. Đây là cái giai đoạn rất là tuyệt vời để cô chú anh chị ghép cho mình một cái dòng lan đáng sưu tầm này. Cô chú anh chị nhìn ạ, mầm gốc đang lên này và đang rất là nhiều nụ như thế này. Dòng lan Thạch Hộc Tía này em bán với giá là 360.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Mình sẽ được ngắm hoa trong thời gian rất là ngắn tới, cũng như là được chăm mầm gốc từ bắt đầu khi mà nó mới lên ạ. Một dòng lan rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đây cái dòng lan này thì tác dụng về dược liệu thì phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể lên Google để kiểm tra về search để biết những cái tính năng về dược liệu quý báu của dòng Thạch Hộc Tía này. Tiếp theo sang bên này là hôm nay em có cái lô đùi gà dẹt đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Lô đùi gà dẹt rất là xinh, hàng chủ yếu nở hoa vào dịp Tết và hoa cực kỳ là rực rỡ và bền. Hiện tại thì nó đã sổ hoa rồi nhưng mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là vẫn còn rất là xanh tươi và đẹp, tuyệt vời như thế này. Đó. Hiện tại thì những cái mầm gốc cũng đang bắt đầu lên này cô chú anh chị này. Đây là cái giai đoạn cô chú anh chị có thể lấy cho mình những cái ghép cho mình những cái giò lan đùi gà dẹt để ngắm hoa xuân và hoa Tết nhé. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg đùi gà dẹt. Tiếp theo sang bên này là dòng lan hài vệ nữ. Dạ, những cái bông hài vệ nữ rất là xinh. Đây là bông hoa đã bị gần tàn rồi mà vẫn còn đẹp, rất là đẹp như vậy này.
hải vị nữ 80.000 cho 1kg nhé. Và bên này là kiều tím miền Trung thì hôm nay khách đặt hàng rất là nhiều rồi, lô hàng xanh mướt luôn. Thời điểm bây giờ thì đang chuẩn bị là sưng nụ thôi cô chú anh chị nhé. 320.000 cho 1kg, nói chung cái giai đoạn bây giờ là giá của nó nhích nhẹ rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì em vẫn giữ nguyên giá để cô chú anh chị sưu tầm cho dòng kiều tím miền Trung hay gọi là kiều hồng này. Và bên này là lô kiếm lô hội ạ, rất là tuyệt vời, đẹp ngắn, hàng là ngắn rất là đẹp như vậy nhá. Cái dòng hàng này hiện tại cũng đang bắt đầu là có nụ chuẩn bị cho hoa đấy ạ. Hàng kiếm lô hội này em bán với giá là 80.000 cho 1kg. Đó, cắt tỉa rất là sạch sẽ luôn, chọn lựa cắt tỉa kỹ càng sạch sẽ nhé cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì cô chú anh chị có mùi hương thơm dịu và cô chú anh chị có thể trồng vào chậu, trồng treo cao hoặc là trồng vào đôn, khi mà ra hoa rủ xuống thì đẹp tuyệt vời luôn ạ. Giá 80.000 cho 1kg thôi. Còn bên này đây là dòng thanh đạm sữa, một dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm và dễ hoa nhé cô chú anh chị nhé. Rất là sai hoa luôn, em bán với giá 80.000 cho 1kg, hoa chùm dài màu trắng sữa rất là đẹp ạ. Rồi tiếp theo sang bên này là cái dòng quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Một cái dòng hàng phải nói là rất là khan hàng và một đây là một trong những cái dòng lan gọi là đệ nhất hương đấy ạ. Cô chú ý chị ghép thời điểm bây giờ để đến tầm tháng 8 là mình sẽ có những cây quế, những cái giò hoa quế lan hương để chơi rồi. Nói chung là cô chú ý chị có thể nhìn cây quế này cho em. Thì hàng này nó không phải là xếp đẹp nhưng mà cái lá thì rất là to đẹp luôn cô chú ý chị nhìn này. Đó. Nhìn qua như vậy thì cô chú anh chị cũng thấy là cái hàng lá rất là đẹp rồi, lá to đẹp rồi cô chú anh chị nhé. Cái hàng với cái hàng này cô chú anh chị khi mà ghép lên ạ, hoa nó rủ ra phía đằng sau nhìn rất là đẹp luôn chứ. Cái bản lá khá là to như vậy cô chú anh chị nhé. Thì cái hàng này thì nó cũng không có lớn lắm đâu ạ, cây vừa vừa tầm như vậy thôi. Cũng có những cây mà nó bị gãy ngọn này, rồi là nó mọc ngách cây con khác như thế này cô chú anh chị nhé. Dòng quế lan hương này thì em bán với giá là 450.000 cho 1kg cho cô chú anh chị sưu tầm. Đó. Đấy, hàng cây bản lá to và đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Còn tiếp theo bên này là dòng lan kiếm hồng hoàng, một trong những dòng lan kiếm cũng có mặt hoa to và khá là đẹp. Em bán với giá 100.000 cho 1kg. Và bên này đây là em có dòng hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhé. Cây hiện tại thì một số cây là đang bắt đầu là nứt nụ ra đẹp lắm luôn cô chú anh chị này, rất là xinh luôn. Đó, hoàng thảo kèn hàng rừng ạ. Hàng thì đang nụ nhé, đang nụ và một số cây thì lác đác đang hoa. Hoa của kèn thì khá là bền hoa đấy, phải đến chơi đến khoảng tầm 1 tháng cô chú anh chị nhé. Đó, những bông kèn rất là đẹp luôn, tím lịm rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò kèn. Và hàng này thì sẽ rất là chuẩn kèn bởi vì là bây giờ là nụ nó lớn này, hoặc là đang hoa rồi như vậy thì sẽ không thể nào lẫn với cả ý ngọc hay là ý thảo ba màu được. Nên cô chú anh chị mua là rất là yên tâm luôn. Đó, những bông kèn tím lịm đẹp lắm luôn này cô chú anh chị này. Đó, rất là xinh luôn. Nhiều cây thì đang nụ như vậy nhé cô chú anh chị nhé, mầm gốc đang lên đó. Và hàng thì cô chú anh chị không phải lo và lẫn với hàng khác, nên là đây là giai đoạn tuyệt vời nhất để cô chú anh chị có thể lấy cho mình những cây kèn để chơi hoa cũng như là chăm mầm từ cái thời điểm bây giờ đấy ạ. Em bán với giá là 800.000 cho 1kg hoàng thảo kèn nhé. Tiếp theo bên này là những cây hồ điệp hoa đại ạ. Những cây hồ điệp hoa đại bản lá to bự chảng luôn cô chú anh chị này. Bản lá có những cây lá to hơn cả cái bàn tay của em luôn nhé. Bản lá rất là to như thế này. Và hứa hẹn chắc chắn sẽ là những cái bông hoa cực, phải nói là cực kỳ là tuyệt vời khi mà sổ hoa. Dòng này thì rất là siêng hoa chứ không phải là một năm mới hoa một lần. Độ bền của hoa thì trên 2 tháng. Đó. Nói chung là đây là một cái dòng lan hoa thì quá là tuyệt vời rồi. Cô chú anh chị chăm được thì ngắm cả thân, cả cây, cả hoa thì cũng đều một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Và những cái chậu hồ điệp này thì em chỉ bán với giá là 50.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 50.000 cho một chậu cây to, quỳnh, hàng hoa đại, đẹp như thế này. Đó, và cô chú anh chị nào lấy từ 5 cây trở lên thì em sẽ để lại với giá là 45.000 cho một cây thôi. Và cô chú anh chị biết rằng riêng cái dòng hồ điệp hoa đại này á, Tết thì cái giá của nó không rơi dưới 180.000 cho một cây đâu ạ. Nếu như cô chú anh chị lấy 5 cây thì giá nó chỉ rơi vào có 225.000 thôi. Cho 5 cây hồ điệp như thế này thì phải nói giá thực sự là rẻ luôn. Nhưng mà em cũng nói thêm về cái tình trạng cây của cây hồ điệp này cô chú anh chị nhé. Đó là cây hồ điệp này bản lá nó rất là to như thế này. Nên là qua vận chuyển đóng gói thì nói chung là nó cũng không giữ được hết cái lá. Đây, cái lá của nó có thể là bị tét lá này, có thể bị tét lá ở đầu ngọn hoặc là bị dập một tí xíu cô chú anh chị nhé. Đó, nên là cái hàng này em nói rất là rõ như thế thì giá của nó cũng không có cao. Nên là cũng yêu cầu cô chú anh chị đừng có yêu cầu phải đến cái sự hoàn mỹ quá của một cái cây. Đấy ạ.
Thì nói chung là cây như vậy thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển cũng như cái vẻ đẹp của cây đúng không ạ? Em có hai màu để cô chú anh chị lựa chọn, đó chính là màu đỏ ớt này. Đó, những cây xanh xanh này là màu đỏ ớt cô chú anh chị nhá. Và bên này là những cây màu tím này cô chú anh chị này. Đó, những cây thân màu tím, thân lá màu tím cô chú anh chị có thể nhìn thấy thân màu tím này ạ. Rồi tiếp theo bên này là em có một phần dáng gương cẩm báo này. Cẩm báo đang nụ đấy ạ cô chú anh chị này. Lá tròn xoe rất là xinh, dân vừa bóc rừng xong luôn. Cái lô cẩm báo này em bán với giá là 120.000 cho cái lô cẩm báo này cô chú anh chị nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120.000 cho lô dáng hương cẩm báo này. Và bên này em có hai lô huyết nhung vàng này, hai lô. Mỗi một lô như vậy để cô chú anh chị có thể ghép cho mình một giò để sưu tầm. Nói chung hàng này lá cứng nên là rất là giữ được, khó giữ được những cái lá nó gọi là trọn vẹn hết ạ. Nên là cũng có một số lá nó bị gãy gập một tí cô chú anh chị nhé. Và mỗi một phần huyết nhung như vậy em bán với giá là 80.000 để cô chú anh chị sưu tầm nhé. 80.000 cho một phần. Tiếp theo sau bên này là những cái hình dáng hương đuôi cáo nguyên bản cũng như là thuần mà em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi ạ. Hình số 1 dáng hương đuôi cáo, hình đầu tiên là hình số 4. Hình cáo số 4 có 3 cây cáo lớn này. Và thêm 5 cây cáo nhỏ nhá, 5 cây cáo xếp nhỏ xinh này. Và cái hình dáng hương đuôi cáo này có tất cả tổng 8 cây em bán 160.000 ạ. Hình tiếp theo hình số 5. Hình số 5 này một giò dáng hương đuôi cáo rất là nhiều ngọn luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn này, hàng này thì cái giá thể của nó khá là nhẹ nên là vận chuyển đóng gói thì cũng không phải tốn cước mấy nhá. Có tất cả bao nhiêu cây nhỉ? 6 cây to nhỏ. Giò rất là xinh luôn. Như vậy em bán giò này với giá chỉ 220.000 thôi, quá là rẻ luôn cô chú anh chị này. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 đấy ạ, một giò dáng hương đuôi cáo này có 6 ngọn cáo này, em bán với giá 200.000. 6 ngọn cáo 200.000, rất là đẹp, mướt đẹp lắm luôn, 200.000, trời ơi quá là rẻ luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 là nguyên một dề. Nguyên một dề này có 3 ngọn cáo, em bán hình này với giá là 180.000. Hình tiếp theo hình số 8. Hình số 8 này có một ngọn cáo này đang nụ này, thêm một ngọn cáo này nữa này cô chú anh chị này. Như vậy giò này, trên giò này là có hai ngọn cáo lá xếp nhá. Cô chú anh chị nhìn thấy là có 4 ngọn nhưng mà hai ngọn này là nó là hai ngọn huệ đồng. Cái giò này thì em bán với giá là 170.000 nhá. Tiếp theo hình số 9 cũng là một giò rất là xinh. Cáo 9 này có 4 cây, có 4 cây. 4 cây lá căng mướt luôn cô chú anh chị này, đang nụ này. Đó, đang nụ 4 cây, một cây đang nụ rất là dài đẹp luôn rồi. Cây quá là khỏe đẹp như vậy, giò này em bán 200.000. Đó. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này. Hình số 10 này em có bên này dề bên này là 3 cây nhá, 3 cây cáo này. Và bên này có thêm 2 cây nữa. 4 cây cơ, bên này là có 4 cây cơ. 4 cây, bên này có thêm 2 cây nữa. Cái giò này em bán với giá 250.000, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú chị này. 250.000 cho giò cáo này. Tiếp theo là hình số 12 với giá 200.000 cho 4 ngọn cáo lá xếp này. Hàng thuần trồng chậu nhá. Hình tiếp theo hình 20. Với giá là đây là một dòng dáng hương đuôi chồn ạ, dáng hương đuôi chồn nhá, hoa tím lịm. Hoa rất là sai, hoa đẹp, em còn một vài chậu thôi ạ. Chậu số 20 em bán với giá là 240.000. Chậu này có 2 cây bản lá to. 2 cây bản lá to như vậy nhá. Tiếp theo là hình số 21, đây là một giò cũng có 2 cây, một cây to và một cây nhỏ đây ạ. Cây to, một cây to, một cây nhỏ đây nhá. Giò dáng hương đuôi chồn này em bán với giá 340.000. Và hình tiếp theo hình số 32. Một cây duy nhất này em bán với giá là 320.000. Hình số quay. Hình số đây là hình số 22, 320. Tiếp theo là hình số 27 này. 27 một phần dáng hương đuôi cáo. Chỗ này có tất cả là 5 cây cáo khá là lớn nhé cô chú anh chị nhé. 5 cây cáo khá lớn lá bóng mượt như vậy. Bán hình này với giá là 170.000. Tiếp theo là hình số 28. Hình số 28 này có 12 cây, 12 cây cáo ạ. 12 cây cáo xinh như vậy này. Đó, em bán với giá 160.000 thôi. Trời ơi, 160.000 cho hình cáo này. Có tất cả là 12 cây cáo lớn nhỏ nhé. Tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 này có tất cả là 13 cây, 13 cây cáo ở trong đó cũng có nhiều cây xếp V như thế này. 13 cây lớn nhỏ. Đó, hình này em bán với giá là 170.000. Hình tiếp theo là hình số 29, hình số 30 ạ. Hình số 30 một phần cáo này, đây có một cây mẹ con này. Một cây này nụ rất là đẹp luôn ạ. Thêm 3 cây bên này nhá, thêm 3 cây bên này, cây này cũng đang nụ này. Có hiện tại em đang nhìn thấy có 2 cây nụ rồi. Đó, cái hình số 30 này
Em bán với giá là 180.000 cho hình này, hình số 31, có 7 cây. 7 cây này em cũng bán với giá là 180.000 ạ. Và hình số 32. 32 thì em có 7 cây, cũng là 7 cây cáo nhé quý anh chị nhé. 7 cây cáo ở hình này em bán với giá là 170.000 cho hình số 32. Và hình số 33. 33 170 này. 33 170 đấy ạ. Hình này có tất cả là 10 cây. 10 cây này với giá là 170 của chú anh chị nhé. Và hình số 34. Hình số 34 này cô chú anh chị này. Hình số 34 này có những cây rất là to luôn, có tất cả là 5 cây thôi, 5 cây to đẹp nhá. 5 cây to như vậy này. Đó, 5 cây to như vậy. Hình này em bán với giá là 190.000. Hình số 35. Hình số 35 là một giò nguyên bản xếp xinh lắm luôn này. Xếp về xinh rất là xinh luôn. Đó, cây đang nụ nhá. Và thêm một ngọn dời này nữa này, để cô chú anh chị có thể làm một giò quá đẹp luôn nhá. Một ngọn dời này cũng là hàng ngọn đá xếp ạ, cũng đang nụ này. Và cái hình này, hình này em bán hình này với giá là 260.000 cho hình này. 260.000 cho hình này nhá, một ngọn nguyên bản và một ngọn dời xếp đẹp. 260.000. Hình 35, hình 36. Một ngọn cáo mẹ con bản lá cứng cáp dày rất là đẹp như thế này. Đó, cái lá này thì không biết là vận chuyển hay ở trên rừng nó bị hỏng mất cái lá này này. Đó, nhưng mà nhìn vẫn còn rất là đẹp ạ. Yeah. Đây là toàn bộ cái hình dáng của cái cây này, rất nhiều cặp lá, lá xếp rụt nhá, 2 4 6 7 8 cặp lá luôn. 2 4 6 8 cặp lá luôn đấy ạ, 7 8 cặp lá luôn. À, cây mẹ cây con rất là xinh như thế này, bản lá to, lá dày, ngắn rất là đẹp. Cái ngọn cáo này em bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhá, 200.000. Cho giò cáo số 36 ạ. Số 37 là em có một dề gà của vùng Cao Bằng. À, nhìn thân dẹt dẹt như vậy nhưng mà gà tròn Cao Bằng cô chú anh chị biết rồi, hoa cực xinh luôn. Đó, một cái dề gà đang có nụ này nhưng mà chắc là nụ này đi có lẽ là cũng không biết là có còn giữ được cái nụ nào nữa hay không. Với dề gà như vậy này. Thêm một cái ngọn cáo này nữa này cô chú anh chị này, một ngọn cáo này năm ngoái hoa rất là dài luôn ạ. Đó, ngọn cáo này năm ngoái hoa rất là dài luôn nhé. Thì ở đây cái phần combo gồm có cáo và gà này. Cáo và gà của Cao Bằng này. Em bán cái hình này với giá, hình 37 này với giá 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 thôi ạ. Và bên này đây là một giò cáo phải nói là siêu là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, quá là phải nói là nhìn được, thực sự là một cái hàng phải nói là hàng quá là hiếm gặp luôn ạ. Một giò cáo bao nhiêu cặp lá đây nhỉ? Cái bản lá này chắc phải 5 sen đấy cô chú anh chị nhá. 5 6 sen gì đó luôn đấy ạ. Cây này không biết là năm nay có hoa phân nhánh không, hiện tại đang hai nụ đẹp như thế này. Hai nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Bao nhiêu cặp lá nhỉ? Cây này bao nhiêu cặp lá? 2 1. Cái bản lá này to kinh khủng to luôn. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cặp lá cô chú anh chị nhá. 10 cặp lá. Và bản lá này thì phải tầm 5 6 sen dày. Cực kỳ là dày luôn. Và cây con này, số cây con của nó là 1 cây con này, 2 cây con, 3 cây con, 4 cây con nhé cô chú anh chị nhé. 4 cây con, cây con này cũng đang xếp rất là đẹp và cũng đang nụ này. Đó, nói chung là quá là mê luôn. Cái hình này, cái giò cáo nguyên bản này, nguyên bản rất là đẹp này, em xin phép được bán với giá là 1.500.000 cho cô chú anh chị nào muốn chơi hàng độc và phải nói là cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, cho cô chú anh chị nào chơi hàng độc và đẹp. Và riêng giò cáo này thì cô chú anh chị nào lấy thì chuyển khoản thì bọn em gửi hàng nhá. Chuyển khoản bọn em mới gửi hàng ạ. Hoặc là cược cho em ít nhất là 500 thì bọn em mới gửi hàng. Chứ còn hàng này thì bọn em sẽ không COD nhá cô chú anh chị nhá. Đó, nó là nguyên một dề và hàng này nếu như mà sổ hoa thì phải nói là sẽ là những cái chùm hoa đều mà đẹp từ thân, từ lá, không điểm nào để chê được. Nói chung là thế. Thực sự là một cây quá là hiếm gặp luôn. Đó, 1.500.000 cho cái giò cáo này. Anh cầm. Rồi bên này là giò quế này. Quế thì hôm qua cũng có một khách chốt, nhưng mà em lại quên mất là không nhớ ghi số điện thoại của khách đó. Là nếu mà khách mà hôm qua chốt ý, hôm nay có xem được lại được cái video này thì báo lại cho em nhé. Còn nếu mà không thì em sẽ xin phép được bán lại cái dề quế này. Bản lá cũng rất là to cô chú anh chị nhé. Lá to và cực kỳ là mướt luôn. Dề quế này bản lá to và cực mướt luôn. Và có những cây lá nhăn nữa nhé cô chú anh chị nhé. Đó, lá nhăn nữa rất là đẹp luôn. Đó,
cái dề quế, nói chung là đây cũng là một cái dề quế khá là hiếm gặp, đẹp, rất là đẹp cô chú anh chị này. Đây em có cái ngọn này, ngọn này cái bản lá cực kỳ là to, chắc phải to đến tầm 4 trên 4 sen nhé cô chú anh chị nhé. Lá trên 4 sen và rất là dày, có nhiều cây lá nhăn rất là đẹp đó. Và ở đây thì cái cây này chắc là bị gãy ngọn này, nó mọc cây con này, mọc cây con này. Rồi đây à, cái ngọn bên này là tách có 3 ngọn này, 3 ngọn này, rồi thêm những cái ngọn con đây ạ. Ờ à, đây những ngọn con ở đây nhá. Cái đây là toàn bộ à, nói chung là ở đây thì em thấy có 1, 2, 3 ngọn to ở đây rồi. Thêm cái ngọn này cũng là ngọn to, nhưng mà cây ngọn mẹ nó bị gãy nên là mọc cây con lên đây nhá cô chú anh chị nhá. Đây là toàn bộ cái hình dáng của giò quế này, và thêm rất nhiều những cái ngọn con ở đây. Dây quế này thì em bán với giá quế trắng tháng 8 nhá, với giá là 1 triệu 1.200.000 cho dề quế này. Và một cái giò sơn thủy tiên này, giò sơn thủy tiên nhé cô chú anh chị nhé. Giò này em bán với giá là 250.000 cho dề sơn thủy tiên này. Đó. À đâu 250.000 đâu, 400.000 cho dề sơn thủy tiên này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em ạ. Xin phép dừng clip ở đây.